Ở đây Phật tử này có nói rằng dẫn ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ tư nói rằng Đức Phật dạy rằng nếu mà có chúng sinh nào mà quy y với Ngài Địa Tạng thì được vô lượng công đức, được thoát ly ba đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đúng vậy. Như chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài đã chứng được sáu pháp thần thông. Ngài đã thấu hiểu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên Ngài nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi đời kiếp trược, ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung khổ đau này. Vì sao mà lại sinh vào cõi đời ngũ trược như thế? Chính vì kém phúc vậy. Vì nhiều đời, nhiều kiếp về trước, những chúng sinh đó đã gieo tạo vô lượng ác nghiệp. Nhưng cũng do một cái nhân duyên, may mắn là cũng đã gieo trồng được một chút là phúc, cái hạt phúc, cái ruộng, cái hạt giống, phúc điền. Cho nên ở đời này, kiếp này được sinh ra làm người và được gặp Phật Pháp, được gặp kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong kinh nói rằng nếu mà chúng ta sinh ra được thân người là khó, mà nay chúng ta đã được rồi, tức là một cái nhân duyên thật là lớn. Để gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, mà chúng ta lại gặp được Phật Pháp, gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển của Đức Phật còn trụ thế, đó cũng là một cái nhân duyên rất lớn đối với chúng ta. Khi gặp được mà chúng ta biết phát khởi cái tâm thành kính, phát khởi cái tâm Bồ đề để mà quy y Tam Bảo. Ở trong kinh này thì nói là quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Chữ quy y nghĩa là gì? Nghĩa là nương tựa. Chữ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chữ y ấy, có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ. Chữ quy y với Bồ Tát Địa Tạng tức là quay về để nương tựa theo Bồ Tát Địa Tạng để mà tu hành. Nương tựa thế nào? Cái điều đầu tiên ở trong kinh điển của Đức Phật, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, được các vị pháp sư ở trong Phật giáo xếp bộ kinh này vào một bộ kinh gọi là hiếu kinh ở trong nhà Phật. Tức là gì? Lấy hạnh hiếu làm đầu, đặt hạnh hiếu lên hàng đầu. Cho nên ở trong bốn tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lên là bốn lần tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Và đặc biệt Ngài đã phát tâm từ vô thủy kiếp, Ngài đã thể hiện ra vô lượng các tiền thân như vậy để báo hiếu, để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đau Lợi không thể nói hết được. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ lấy bốn cái tiền thân quan trọng, tiêu biểu nhất để mà nêu ra, để mà nói ra ở trong chúng hội ấy. Và đồng thời cũng để cho chúng ta noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để mà thực hành. Nay chúng ta nương theo Bồ Tát Địa Tạng để học đạo. Học ở cái gì? Chính là học ở cái tâm hiếu hạnh của Ngài vậy. Ở trong đạo Phật, các Phật tử chúng ta thường hay nghe thấy là gì? Có câu nói là gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy cái tâm hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, với tổ tiên, đó chính là cái tâm gì? Tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. Vì sao mà Đức Phật dạy chúng ta lại phải lấy tâm hiếu với ông bà, cha mẹ và tổ tiên? Vì có tổ tiên mới có ông bà chúng ta. Có ông bà chúng ta mới có cha mẹ chúng ta. Và có cha mẹ chúng ta mới có chúng ta. Đó chính là cái đạo lý. Cái đạo lý ấy mà người học Phật chúng ta không ai được lãng quên.
Nghĩa là ai cũng phải ghi nhớ nó, ai cũng phải đặt cái tâm hiếu thảo đó để mà lo mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Báo đáp bằng cách nào? Ở thế gian có rất nhiều cách, họ nói rằng có thể dùng để báo đáp ông bà cha mẹ tổ tiên. Ví dụ như đối với tổ tiên đã mất thì phải hương khói phụng thờ. Đối với ông bà cha mẹ về già thì phải chăm sóc, dưỡng nuôi, thuốc thang cơm cháo, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ vui khi cha mẹ buồn, chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang cơm cháo dưỡng nuôi, chẳng để cho cha mẹ phải phiền lòng về chúng ta, vân vân. Đó chính là cái hạnh hiếu thảo ở thế gian. Hạnh hiếu ấy đủ chưa? Đối với thế gian thì họ cho đó là gì? Là đủ. Nhưng đối với Đức Phật và đối với giáo lý Phật Đà, Đức Phật nói rằng dẫu cho người phận làm con, người làm con báo hiếu cha mẹ cả cuộc đời này, lo cho cha mẹ không bị túng thiếu cái gì, mùa đông thì cho ấm, mùa hè thì cho mát, làm cho cha mẹ nở nụ cười quanh năm ngày tháng, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi cha mẹ chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Đức Phật nói như vậy chưa đủ. Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói rằng người con chí hiếu, đó chính là người con biết dùng các phương tiện khéo léo, dùng cái tâm chân thành, dùng cái trí tuệ mà mình đã học được ở trong cửa Phật, ở trong giáo lý của Đức Phật, đem giảng giải và khuyên cha mẹ, khuyên ông bà chúng ta biết phát cái tâm là gì? Tín kính. Biết phát cái tâm là gì? Thiện lành. Và đặc biệt là biết tin vào Tam Bảo. Tiếp đến là biết gì? Quy Tam Bảo. Biết niệm Phật, biết lạy Phật, biết tụng kinh, biết sám hối và biết phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc rằng các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Làm được như thế mới gọi là người con chí hiếu. Tức là những người con làm được cái hạnh hiếu đến tột cùng. Không còn một cái hạnh hiếu nào có thể trên cái hạnh hiếu là làm cho bố mẹ được giải thoát, được thoát ly sinh tử, vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau, không bị đọa lạc trong luân hồi lục đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người Atula nữa. Đó mới là đứa con chí hiếu. Thế còn đối với Đức Phật nói rằng dẫu cho có lo cho cha mẹ chúng ta báo hiếu đến trọn cả trăm tuổi, nhưng không biết khuyên cha mẹ tu tâm tích đức, tu nhân hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, quy kính Tam Bảo, chí thành niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, vân vân đó, để gieo cái hạt giống Bồ Đề vào trong tâm thức, trong A Lại Gia thức của cha mẹ chúng ta đó, gieo cái chủng tử thiện, cái chủng tử Bồ Đề tâm đó, để khiến cho cha mẹ chúng ta được nhập vào, được vào ngôi nhà của Đức Như Lai, tức là được dự vào cái hàng ngũ hải hội thánh hiền, thoát ly sinh tử chúng khổ của những bậc thánh xuất ly tam giới đó. Thì Đức Phật nói nếu chưa làm được như thế, ở trong đối với trong Phật môn chưa phải là người con chí hiếu. Đối với thế gian thì hầu hạ cha mẹ ông bà vân vân đó cả cuộc đời đó, thì đó lại gọi là đứa con hiếu thảo. Nhưng mà để đến đạt đến mức chí hiếu ở trong nhà Phật thì chúng ta phải làm được như thế. Cho nên ở đây gọi là quy y Bồ Tát Địa Tạng, nghĩa là nương tựa vào Bồ Tát Địa Tạng để tu. Thì Bồ Tát Địa Tạng tu như thế nào? Ngài vì thấy chúng sinh khổ mà phát Bồ Đề Tâm. Vậy nay chúng ta gì?
muốn cho cha mẹ chúng ta, ông bà, tổ tiên chúng ta thoát ly sinh tử chúng khổ thì chúng ta cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Rộng ra là muốn cho tất cả các loài hữu tình thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta cũng phải phát Đại Bồ Đề Tâm. Thế nào là phát Đại Bồ Đề Tâm? Chúng ta cứ học Kinh Địa Tạng, thấy Bồ Tát Địa Tạng Ngài phát tâm như thế nào, chúng ta phát tâm như thế. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Bồ Tát Địa Tạng vì lòng hiếu thảo mà phát Đại Bồ Đề Tâm, vì tất cả chúng sinh khổ đau trong mười phương thế giới mà phát Bồ Đề Tâm, thề nguyện là chúng sinh chưa độ hết thì Ngài nguyện không thành Phật. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Cho nên ở đây, người quy y đúng như Pháp, tức là phải nương theo lời Phật, lời Bồ Tát dạy ở trong kinh để mà thực hành. Phật bảo chúng ta đừng có sát sinh. Vì sao đừng có sát sinh? Vì mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của chính bản thân chúng ta và bản thân của cha mẹ chúng ta vậy. Cho nên người học Phật mà chúng ta nhận biết được tất cả chúng sinh có mạng sống cũng như mạng sống của bản thân chúng ta và bằng mạng sống của cha mẹ chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ quý kính, sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả các loại chúng sinh đó như tôn trọng mạng sống của cha mẹ chúng ta và bản thân chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới không giết hại chúng sinh được. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Phát cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để mà đối đãi với chúng sinh, để mà tiếp nhân độ vật. Đó gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm. Đó gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng một cách chân chính. Đó gọi là quy y Bồ Tát Địa Tạng một cách gì? Chân chính. Đó cho nên Phật tử hỏi rằng, xin hỏi là xin Thầy cho chúng con biết thế nào gọi là quy y đúng Pháp. Đó, chúng ta cứ hiểu cái chữ quy y là gì. Chữ quy y có nghĩa là quay về, chữ y có là nương tựa. Chữ quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào chính Pháp. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào Phật, vào Pháp và vào Tăng. Đó cho nên chúng ta học Phật không phải là chỉ học ở trên đầu mỗi chóp lưỡi, không phải là chỉ học thuộc một vài bộ kinh, một vài câu thần chú để trì tụng hàng ngày. Chúng ta dẫu cho có tụng được hàng ngàn bộ kinh mà không hiểu nghĩa kinh để mà thực hành thì cái công đức phúc báo của chúng ta chưa được viên mãn, chưa được rốt ráo, chưa được thành tựu vậy, mà chỉ có một chút phúc báo nho nhỏ ở thế gian thôi. Cho nên là mục đích chuyển pháp luân của Đức Phật chính là đem gì? Khai thị cho chúng sinh, tức là mở bày chi kiến Phật cho chúng sinh, chỉ bảo cho chúng sinh biết được tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Hiểu được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh. Quy Phật chân chính, quy Pháp chân chính, quy Tăng chân chính. Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Quy Phật có nghĩa là gì? Quy giác. Giác á, thì thường không còn mê. Quy Pháp là quy gì? Quy chính. Chính thì chắc chắn thì không có tà. Quy Tăng á, là quy tịnh. Tịnh có nghĩa là gì? Không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành. Vì tự tính của Phật là gì? Là từ bi, là bình đẳng, là giác ngộ. Tự tính của Pháp á, là tịnh mà không nhiễm. Tự tính thanh tịnh của Tăng á, là không có sự đấu tranh, không có sự phân biệt, không có sự tranh giành ở trong đó. Cho nên á, ở đây Phật tử hỏi rằng á, quy như thế nào cho đúng Pháp. Thì vì nhiều câu hỏi cho nên Thầy cũng chỉ có giải thích sơ lược qua như vậy. Rồi Phật tử còn hỏi một ý nữa rằng á, người ốm nằm ở trên giường bệnh thì có quy được không, và có được công, và có công đức như thế nào?
Ở trong cửa Phật thì Đức Phật cũng khai cho có rất nhiều phương tiện. Nếu mà như ở trường hợp mà người bị ốm nằm liệt giường liệt chiếu, không thể đi tới chùa để quy y Tam Bảo được, thì có thể thỉnh tăng đến để quy y Tam Bảo tại nơi giường bệnh cho bệnh nhân đó cũng được. Trong giới luật còn nói rằng nếu bệnh nhân đó mà yếu quá không thể nghe được suốt cả một bài khai thị tiền phương tiện trước khi quy y, thì chỉ cần nói vắn tắt cho họ hiểu là được, xong rồi truyền giới tam quy cho họ. Truyền càng ngắn gọn càng tốt, miễn là làm sao để họ nhập tâm, cái bệnh nhân đó nhập tâm và họ gì, họ phát bồ đề tâm, họ tín thọ phụng hành, thì vị đó cũng đắc được giới thể tam quy như thường. Và một điều đặc biệt nữa, ở trong kinh luận có giải thích rằng nếu mà ở trường hợp mà người ốm người bệnh đó rất muốn quy Tam Bảo nhưng mà không có chư tăng, không có chư ni, tức là không có những người xuất gia đến để bên giường bệnh để truyền giới cho đó, thì nói rằng ngay chúng ta lấy cái ở trong lấy cái nghi thức quy y ra, chúng ta đọc ngắn gọn cho người đó và người đó có thể phát nguyện, chúng ta miễn là chúng ta là Phật tử rồi. Nhưng mà thường cái này là chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là những nơi biên địa, những nơi hải đảo, những nơi xa xôi, trải qua hàng trăm cây số thậm chí xa hơn đó, không có tăng ni xuất gia, thì chúng ta mới có thể dùng một Phật tử để nói pháp cho một thiện nam tín nữ bị bệnh trên giường, cũng có thể Đức Phật nói đó, cũng có thể khai cho, và chúng ta đọc cái lời quy y là tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, và bảo họ đọc theo. Nếu họ không đọc được ra miệng thì họ đọc ở trong gì, trong tâm cũng được. Rồi tự quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, bảo họ đọc theo. Rồi tự quy y tăng, đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại, bảo họ đọc theo. Kinh luận Đức Phật nói khai cho những trường hợp đặc biệt, đó là gì? Những thiện nam tín nữ, những bệnh nhân đó tha thiết quy y Tam Bảo mà trải qua hàng trăm dặm, hàng trăm cây số, vài trăm cây số, không có tăng ni xuất gia, không có người xuất gia, thì chúng ta có thể phương tiện làm điều đó được. Hoặc rằng á, chúng ta có thể không thỉnh được tăng ni đến, thì chúng ta có thể đi đến một cái nơi có tăng ni đó, họ làm lễ và họ viết cho cái điệp quy y Tam Bảo và bảo về chúng ta cứ như pháp, để ở đứng ở bên cạnh đầu giường để đọc 3 lần cho cái bệnh nhân kia nghe, và đọc 3 lần xong bệnh nhân kia cũng có thể đắc giới đó. Cho nên ở trong nhà Phật thì cũng có nhiều cái nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. No.
Nam Mô A Di Đà Phật.